5 tiếng thứ bảy á, không có thời gian làm clip gửi cho quý anh em vẫn nhìn xa xôi. Nay cũng rảnh rỗi rồi, Lộc Sinh cũng làm clip này hướng dẫn với quý anh em ở nói chung là nhìn xa xôi đi. Rồi, có nhu cầu hay là mê gì bên trống trái đàn này thì Long làm, Long gửi thì quý anh em cứ nhìn vô, rồi nhìn vô thì tập đi nhiều tập. Long cũng biết nhiều thì Long gửi anh em nhiều ha, có nhu cầu gì thì cứ đăng ký kênh là Long sẽ ra clip thường thường để cho quý anh em ở xa xôi cũng có phương tiện để học, cũng dễ học. Anh em chịu cực tập luyện là sẽ được thôi, không có gì khó hết vậy ha. Rồi giờ đông lắm là bát nhã và trống khai tràng cuộc sừng xe rồi đó. Đầu tiên bát nhã, bát nhã thank you.
Đăng ký kênh là sẽ thấy những cái gì những clip Long sẽ làm nha, và các bạn.